Sáng ngày 27 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 13 tháng 8 năm Quý Mão, tại chùa Hòa Quang, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, môn đồ Pháp Quyến, đạo hữu Phật tử thành kính tổ chức lễ Huế Nhật lần thứ 16, cố Ni sư Thích Đưa hành đạo. Quang lâm chứng minh và cầu nguyện có Hòa thượng Thích Hành Niệm, trụ trì chùa Pháp Bảo, thành phố Hội An, chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni trụ trì các từ viện trong và ngoài huyện cùng đông đảo đạo hữu Phật tử đồng về tham dự. Thay mặt môn đồ Pháp Quyến, Ni sư Thích Nữ Tình Thường, tác bạch cung thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni Quang Lâm Đại Hùng Bửu Điện, niệm hương cúng ngọ và cung tiến giác linh. Chư tôn đức và toàn thể đại chúng đồng niêm hương, cầu nguyện, giác linh Ni sư Thích Nữ hành đạo, cao đăng Phật quốc. Theo tiểu sử, Ni sư Thích Nữ hành đạo, sinh năm 1943, mất năm 2007, trụ trì chùa Hòa Quang, huyện Duy Xuyên, pháp liệu Chủng Hoa, đối pháp đời 42 dòng lâm tế, thế hệ thứ 9, pháp phái Trúc Thánh. Năm 1964, Ni sư xuất gia với Ni trưởng Thích Nữ Như Hường tại chùa Bảo Thắng, thọ Tỳ Kheo Ni năm 1975. Năm 1976, Ni sư về đảm nhận trú trì chùa Hòa Quang. Ni sư và đạo hữu Phật tử đã vượt qua rất nhiều khó khăn để thực hiện các hoạt động tôn giáo, xây dựng chùa. Lễ khánh thành chùa được tổ chức vào ngày 27 tháng 2 năm Bính Tuất, tức ngày 28 tháng 3 năm 2006.